Cái cổ tay của em không xoay một tí nào cả. Cổ tay này, thả lỏng cổ tay ra. Đẩy mạnh cái mũi tay lên thì dây nó mới nhanh được. Đấy. Có thể là không phải là nhanh cực độ, bởi vì nhanh cực độ thì nó sẽ bị vấp. Dễ vấp. Cái cổ tay của em vẫn đang cứng lắm. Em mềm rồi. Đấy. Đấy, em quay đang phải nghe tiếng gió của dây này. Nghe nó cứ vút 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 đấy. Hai mũi chân này. Đừng có để xách ra này, để sát vào. Chụp vào à? Sát vào nhau để bật lên thì mới nó mới có tác dụng. Ở nhà cố gắng luyện tập nhiều nhá. Để sát hai cái mũi chân vào. Đúng rồi. Cứ chậm chậm cho quen á. Khi nào cảm thấy chậm quá thì có thể tăng dần lên. Nhìn vào bước chân của mình ấy, đừng có nghển nữa. Nhìn cái bước chân không, vừa nhảy vừa nhìn. Cúi mặt xuống nhìn cái chân của mình, cái gối đẩy lên, mũi đẩy lên. Em tập không phải là em cứ tập theo cái cảm giác. Không phải là tập xong bắt đầu cứ như này. Nhìn mây, nhìn trời. Em tập em cứ như này. Nhìn vào cái chân của mình này. Khi nào cực kỳ thạo rồi bắt đầu mới thế. Nhìn vào chân này, nhảy này. Chứ không phải là nhìn này đâu. Không phải như thế đâu. Nhìn nó vấp rồi. Em phải nhìn vào chân của mình, nhún lên, quan sát vào. Người làm sao để cho nó nhịp nhàng. Tập trung vào. Nhanh cái tay lên. Chú ý đừng để vấp. Cố gắng làm độ 50 lần. 50 đến 100 lần. Tập trung. Càng mệt càng phải tập trung. Càng mệt càng phải tập trung. Không để vấp. Đẩy mạnh mũi chân lên. Đấy. Như thế thì em mới khỏe được. Cái cổ chân rồi em cũng sẽ khớp gối rồi cũng cứng lên, đúng không? Chưa toát mồ hôi đâu, bây giờ mới gọi là ra hơi thôi, ra hơi thở thôi. Nhưng mà để phải toát mồ hôi thì phải đến 5 đến 10 phút. Bây giờ mới được khoảng 4 phút. Ở nhà thì em có thể dùng cái giày bata thượng đình hoặc là có thể giày dùng thể thao xịn. Em bật nhảy thì nó sẽ tốt hơn. Còn em có mấy giày bóng đá bata kiểu tập ngoài sân bê tông được rồi. Họ thích đá giày đấy. Chứ không phải là mấy mỗi người. Em thấy kiểu sân bê tông nó toàn đá giày bata ấy, thượng đình trắng trắng vải giày kiểu đấy. Thôi tập trung, hít thở sâu đi.
giày như kiểu sân nào cũng thi đấu được hết. Đây ạ. Mặt kiểu mọi mặt sân luôn. Em nhảy tiếp mấy giờ đợt nữa đi nhé này. Không nghỉ lâu quá. Cái dây như này là tương đối hợp lý rồi. Em sắp ngoại cỡ rồi ạ. Em một năm sau em sẽ cao hơn nữa thì rất là tốt. Thể lực nếu mà tập chân tốt lên, cứng lên thì người sẽ rất là đẹp. À, SEA Games ạ. Cổ tay linh hoạt lên, quay đều lên một tí nữa. Nghe chưa tiếng vút vút của dây. Đấy, nghe bao giờ nó phải vút 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 cơ. Và cái này hơi đau đấy. Cái này một tay hơi đau rồi. Em tập mới đầu độ khoảng 5-10 phút là em đã quen rồi. Thì lúc sau mình có phải tăng tốc độ lên. Bây giờ này, thấy không? Cái dây nó phải vút vút vút. Cái cổ tay này. Chứ em đang như thế này, em đang như thế này, em đang này. Em đang này. Đấy, em đang như thế này. Người ta phải quay như thế này này. Thế là dùng cả cái, là gần cả cánh tay luôn này. Quay ở đấy lúc còn nhanh ấy. Ok, tiếp một lượt nữa rồi nghỉ. Mỗi ngày thì phải nhảy như thế. 50 cái nữa nhá. Nhảy 50 vòng nữa. Sát mũi chân vào nhau. Quan sát cái chân của mình ấy, đừng có kiểu nhắm mắt xong bắt đầu nhảy theo cảm giác thế. Nhìn vào dây mình biết là dây nó đang đến đâu, chân đang bật đến đâu. Chứ không phải là cứ kiểu nhắm mắt xong đầu cảm giác. Khi nào mình tập cực kỳ thạo đã thì mình có thể như thế. Thậm chí người ta còn đảo chéo cơ. Nhận xét về bạn Đức Anh này thì bạn còn đang yếu về vấn đề là yếu về vấn đề đẩy lòng hay bị chệch, hoặc là do chân trái mình chưa quen, thì tôi sẽ phải cố gắng tập cho bạn Đức Anh đẩy lòng chân trái tốt hơn. Thì ngoài cái việc là mình tung cho bạn Đức Anh thì bạn phải tự tập. Có nghĩa là bạn sẽ phải mất thời gian độ khoảng cũng khoảng 15-20 phút để tự đá. Sau đó thì tôi có thể là tập cho bạn và tôi tung cho bạn. Và sau đó là tập cách di chuyển cho bạn. Đấy. Hiện tại là bạn mới đá lòng được như này, chân phải thôi, thẳng thì có thể là hơi tốt. Nhưng mà chân trái thì hơi lệch. Thậm chí là rất lệch bởi vì là nói chung là ít tập mà, những cái người nào mới tập thì rất là khó. Chính vì vậy mà tôi sẽ sửa cho Đức Anh dần dần. Để cho bạn có thể ngày càng hoàn thiện hơn. Chắc mình phải tập được lâu thì phút được ở đây. Tập được lâu rồi.